phố mà cần kéo thì nó sẽ ví dụ như là mình đi vô cái đường mà bị lầy để nó chói quá, rồi mình sẽ gắn cái này vô để mình móc cái móc kéo, là mình sẽ ấn cái nút này xuống. Rồi mọi người nha, ấn xuống nha, theo mình là rồi ấn xuống đúng không, rồi mình kéo này ra. Rồi thì trong đây nó sẽ có một cái gọi là cái lỗ để mình vặn cái này đây, mình sẽ vặn vô nha, đây vặn vô thì mọi người biết làm gì không. Và những cái trường hợp này là cái trường hợp mà mình xe mình sự bị sự cố, là ví dụ như mình bị mắc lầy đây mà mình ở khu vực nào đó mà I've been dancing in my room, Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay thêm một vlog tiếp theo. Thì ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục với chiếc Kia K3 phiên bản 2023 của mình, phiên bản 2.0 Premium. Thì xe mới đi công việc về, mới đi chở khách về, đâm ra là hơi dơ mọi người. Đây, vẫn chưa rửa ha, gặp mình mới trời mưa hắt vô á, nên xe hơi dơ. Đây, thì nó phải rửa thôi. Thì giờ ngày hôm nay mình lại tiếp tục với vlog tiếp theo. Thì đối với những ai mà đã mua xe hơi và đang sử dụng xe hơi và chuẩn bị mua, thì mình cũng có một cái video chia sẻ về những chức năng cơ bản của chiếc xe Kia K3 này, những thao tác cơ bản của một người bình thường luôn á, là khi mình lên chiếc xe gồm những gì. Thì hôm nay mình có gì mình ở đó anh em ha. Nếu mà có mà thiếu sót thì mọi người cho mình cái bình luận để mình sẽ chỉnh sửa và làm những vlog sau được hoàn chỉnh hơn. Thì ok, thì giống như là video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đầu tiên đó chính là cái remote của cái chìa khóa của chiếc Kia K3. Đây, thiết kế của Kia K3 là chìa khóa như vậy anh em này. Đây mọi người thấy không? Đây. Đây. Chìa khóa như thế này. Đây có cái logo Kia này. Đó, đây nè. Đó mọi người thấy không? Rồi, thì trên cái chìa khóa này nó sẽ có một cái nút gọi là nút lock. Ví dụ như khi mình đi xuống xe, chắc chắn là mình phải bấm lock rồi. Thì cái gương nó sẽ tự gập vô. Đó, mọi người thấy không? Cái gương sẽ gập vô. Nút tiếp theo là nút mở khóa. Rồi, nút tiếp theo là nút cái nút hoi này thì để mình sẽ giới thiệu sau nha. Nút tiếp theo là nút mở cốp giữ im. Đó, là cốp nó sẽ tự mở. Thì ok. Thì cốp tự mở thôi nhưng mà không tự đóng được đâu, tại vì cốp này cốp cơ. Khi nào mà cốp điện thì mới tự đóng được nha mọi người. Đây là cốp cơ. Đó. Cốp cơ là mình phải thử thao tác bàn tay. Đây là đây, mình sẽ giữ cái nút mở lên nè. Rồi ok, giữ nha. Có cái nút mở cốp này mọi người. Rồi khi mà mình ở trên xe, khi mà mình đi đâu đó, mình vô trong chỗ nào đó uống cà phê để xe ngoài nắng, mà trong xe rất là nóng, mình cần phải nổ máy trước. Thì chiếc xe này nó có cái tính năng gọi là đề nổ máy từ xa. Đây thì phiên bản mấy phiên bản luxury hoặc là mấy phiên bản thường á, không biết có không chức năng hay không, nhưng mà phiên bản premium là bản của mình là có chức năng đề nổ từ xa nhá. Thì khi đề nổ từ xa là mình phải nhấn khóa lock hai lần, một lần rồi mọi người thấy không, xong bấm thêm một lần nữa, rồi xong mình sẽ giữ nguyên cái nút hoi nè là trong vòng khoảng 5 giây. Một rồi, anh em nghe tiếng máy nổ chưa? Đó là chức năng để nổ từ xa, kết hợp với những lúc mà mình khi di chuyển vô một cái quán ăn, hoặc là di chuyển một khu vui chơi nào đó, hoặc là kể cả khi mình đi chở khách hoặc là chở ai đó mà mình để xe ở ngoài vị trí nắng á, xe nóng á, mình cần phải nổ máy để cho xe gọi là có được cái trạng thái mát trên xe. Rồi khi mình đã nổ máy xong, ví dụ như mọi người sẽ có cái thói quen là hay móc chìa khóa ở đây đúng không, và mình cũng lười lắm, mỗi lần đi phải bấm mở lock này kia, lười thao tác, lười. Ví dụ mình để đây, để chìa khóa trong túi đây, thì khi mình cầm chìa khóa trên tay thì mình sẽ thao tác bấm nút ở trên cửa rồi sẽ mở lock, mở cửa, mọi người hiểu không? Đấy, đó là mình khỏi cần phải bấm nút mở khóa ở trên đây, khỏi cần phải bấm nút mở lock. Rồi giờ mình sẽ nổ máy một chút rồi mình sẽ lên xe. Rồi ok, rồi cho nhỏ một chút. Rồi về những cái chức năng cơ bản trên chiếc xe này thì mình nghĩ giới thiệu sơ sơ thôi, thì mình nghĩ ai đang đi xe thì đều biết hết ha.
chức năng gì ta? Đầu tiên là chức năng áp suất lốp đây. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ cho mọi người. Nhiều người sẽ không biết cái vụ áp suất lốp này. Áp suất lốp nó sẽ báo ở trên cái màn hình. Khi là mình sẽ bấm ở trên cái hình hai cái miếng giống hai miếng giấy, mọi người thấy không? Để bấm vô. Nó sẽ hiện cái áp suất lốp. Nhưng mà áp suất lốp này khi nó ghi là drive to dislike, có nghĩa là mình phải di chuyển á, khi mình chạy trên đường á, thì nó mới báo lên cái thông số kỹ thuật của từng cái lốp một, bao nhiêu ký. Lốp nào mà yếu hơi là xe báo lên. Ok, cái đó rất là cơ bản. Rồi, những chức năng cơ bản thì ở bên đây. Đây là cái nút điều khiển của mình. Đó, mọi người thấy không? Rồi, thì mình có thể điều chỉnh, khi mình điều chỉnh sang cái phần này á, nó sẽ cho mình coi cái phần contometer điện tử. Đấy, nó sẽ có hai phần contometer. Ở bên đây là contometer cơ, phần này là contometer điện tử. Thì khi mình di chuyển gần xuống thì nó sẽ đưa cho mình những cái phần gọi là single này kia. Cái này là dạng như là bao nhiêu lít trên 100 cây á, mọi người thấy không? Nè, ví dụ như đây là của mình là 8,4 lít trên 100 cây. Đó, khi mình di chuyển trên đường, đường hỗn hợp hay đường thế nào đó, nó sẽ tự tính. Nó tự tính bao nhiêu lít trên 100 cây. Mình đi đường trường không, có thể ít hơn 7 mấy lít hoặc 6 lít mấy. Còn đi vô đường hỗn hợp có thể là tầm 8 lít, có thể vô đường trong đường đô thị có thể là lên 90 lít. Đấy, đó là một trong những cái cơ bản của chiếc xe. Để mình làm sao đây, để mình chạy lên trên kia một chút này. Mình chạy lên trên kia để mình review cho dễ. Trước khi chạy là mình phải kiểm tra coi có con chó con mèo gì nó nằm ở dưới gầm xe không mọi người ạ. Nhà mình có nuôi chó nuôi mèo nên là đâm ra là sợ nó nằm ở dưới bánh xe đi ngang cản nó cái là tội nghiệp đó. Rồi, vô số xe là mình nghĩ là mọi người đều biết. Này, thả phần tay xuống. Rồi đi. Đây, mình sẽ. Rồi, ok. Vừa cảm gì ta? Ôi trời, cảm ấy. Cái cục xương, mình tận cảm gì chứ. Xe vẫn còn dơ mọi người, mới đi vẫn chưa vệ sinh này mọi người. Thì nó phải vệ sinh xe chút ha. Rồi, ok. Thì lên xe lại đi. Lên xe lại đó. Đây, cái chức năng nhớ ghế, set ghế. Đó, nhớ ghế. Mình vị trí nào thì bấm xe nhớ ghế đó. Đó, nó sẽ tự chạy. Đó, vị trí ghế ban đầu là set như vậy. Thì mình bấm tại số 1, nó sẽ về lại vị trí mà mình ưa thích, mình đã set. Cái đúng cái tầm thế của mình. Mọi người ha. Giữ im nút set nha. Giữ im nút đầu tiên là mình phải chỉnh sao cho nó hợp lý vào cái thẻ đó, giữ im nút set xong rồi bấm cái ghế số 1. Cái gì cái chức năng này mình vẫn chưa test nhiều lắm nên mà mình sẽ làm rõ cái vấn đề này sau ha, Rồi. Xem thông số ở trên đây thì về cái cơ bản thì mình cũng chủ yếu là về như vậy thôi, là mọi người cũng sẽ hiểu ha. Đó. À, đồng hồ tua, đồng hồ nhiệt. Anh em à, đồng hồ tua, đồng hồ nhiệt. Mình vừa rồi mình có giới thiệu cho anh em drive mode là các chế độ lái á, mình có làm video trước đó rồi. Ok. Những chức năng cơ bản trên xe như là tăng nhạc to nhỏ này mọi người. Cái nút này là để mình chuyển bài hát nè. Ai gọi tới kết nối là bấm nút này gọi nè. Đó, cái này là cruise control nè, giữ ga tự động nè anh em nè. Đó, mình set khi mình lên tốc độ bao nhiêu mình set lại cho nó giữ chân ga, mình không cần phải đạp ga, giữ im tốc độ đó. Và map đồng hồ. Đồng hồ xem giờ và ngày. Đấy, các kiểu. Và xem bản đồ. Bản đồ ở đây thì nó sẽ có cơ bản để mình xem được cái đoạn khu vực nào, ở đường nào có camera nè, có đèn đỏ nè, và xem được giới hạn tốc độ ở trên đây. Tại vì mình đang đậu im một chỗ chưa ra đường á nên nó không có hiện lên đây ha. Về cái nút nổ máy thì mình anh em biết rồi. Đây nè, chỗ này mọi người biết. Và có chức năng gọi là mình có thể sạc không dây. Đây ha. Đây. Đó, sạc không dây trong đây, mọi người thấy không? Đấy, sạc không dây. Và cái gương chống chói. Đây, gương chống chói, bấm vô là mất màu xanh, là bấm lên là nó sẽ có hiện tượng chống chói. Có đèn, cái đèn sau nó chiếu lên là mình không có bị chói mọi người. Đấy, đơn giản nôm na là vậy. Rồi gì nữa ta? Rồi mình kéo cửa sổ trời ra.
là đi buổi tối á, thì mình kéo ra là cảm giác là ánh sáng á, của bầu trời nó chiếu xuống khá là thoải mái ha. Đây là những chức năng thì của mình có thể bấm ra mở cửa sổ trời đó. Ok à, mọi người thấy ok à, đây là cái nút này nè, nút này nè. Rồi mình bấm lại nè, xong rồi đó, cửa sổ trời. Rồi những chức năng bật đèn này kia thì mình nghĩ thì không cần phải giới thiệu nữa rồi. Đây có gương đàng hoàng đấy, kéo ra gương đây. Đây máy quay của mình này. Anh em thắc mắc tại sao mình quay góc này được này. Đây nha, GoPro. Cái nón hồi xưa mình làm ở trong hãng xe Audi, mình vẫn còn giữ cái nón này. Nón này khá là đẹp đấy, nón này là nón của hãng xe mọi người, mình vẫn còn giữ lại á. Đội mình gắn cái GoPro này lên trên nón này nên mọi người sẽ có thấy mình có cái góc quay này ha, cho mọi ai thắc mắc. Rồi à, có gắn thêm cái camera hành trình nên là gắn thêm nha mọi người ha. Cốp cái hộc để đồ cơ bản rồi à, và cái hốc chỗ này mình có thể điều khiển tắt mở được. Đây là mình tăng gió gọi như là nhỏ, tại vì sao à, khi mình là ghế hành khách, là hành khách họ muốn mát mình vẫn để quạt chế độ, ví dụ mình để nấc 3 đây mà mình lạnh quá mà khách vẫn muốn cái chế độ đó, mình là tài xế thôi, mình tự giảm, mình tự giảm riêng của bộ phận của mình là cái phần gió này của mình nó sẽ tắt đi luôn hoặc là nhỏ bớt đi. Này mình sẽ vặn tới và chia theo chiều kim đồng hồ là sẽ mở, còn ngược kim đồng hồ là tắt đó, mọi người thấy không? Rồi ok đó, đó là cơ bản đấy. Và có thêm một cái nữa thế này, khi mà mình đi vào buổi tối á, mình có đi di chuyển buổi tối là cái màn hình hiển thị hệ thống MMA và hệ thống màn hình táp lô đồng hồ rất là chói, thì nó sẽ giúp mình đi quãng đường xa, nó sẽ gây chóa mắt đấy, mỏi mắt, thì mình sẽ có cái chế độ là giảm độ sáng. Anh em thấy chứ ở đây có cái hình này không, hình này là hình giảm độ sáng của đồng hồ à, mình bấm dấu trừ nè, này mà hình nó sẽ tối nè đó, anh em thấy tối không? Rồi mình sẽ bấm nó lên lại sáng nè, sáng nè đó, một phần rồi sang hệ thống của MMA. Giờ mình sẽ kéo sang đây, mình sẽ vô cài đặt và mình sẽ vô hiển thị và mình sẽ vô độ sáng, mình sẽ ghi vào ban đêm, mình kéo xuống là cái màn hình sẽ nó tối lại và mình đi buổi tối nó sẽ không có cảm giác bị mỏi mắt nha mọi người. Rồi rồi đó, rồi mình sẽ tăng lên lại thôi đó, khá là đơn giản rồi. Và cái màn hình MMA Zin của thằng này thì nó sẽ có các hiển thị, ví dụ hiển thị ở đây thì mình mở nhạc, nó sẽ hiển thị nhạc ở trên đây và nó sẽ hiển thị được cái nhiệt độ và cái quạt gió của mình khi mình tăng bao nhiêu nấc. Mình ví dụ mình khi mình di chuyển trên xe, mình đang tập trung lái chẳng là mình cứ ngó xuống đây là mất an toàn mọi người ha. Đó lâu ngó xuống tập trung mất an toàn, thì khi mình thao tác ở đây, mình để tay đây mình bấm, mình liếc qua cái màn hình, mình lấy qua màn hình mình sẽ thấy nhiệt độ, rồi mình tăng nhiệt độ lên đó, lên 20, tăng giảm lên 19 này kia đó, mọi người thấy không? Đó là khá những chi tiết khá là cơ bản đấy, để mình thao tác chiếc xe thôi. Rồi đó, còn không thì mình luôn luôn để cái màn hình zin của này à, màn hình này có thể xem được video khi mình gắn cục Android Box vô nha mọi người, gắn được cục Android Box vô. Và cái vấn đề tiếp theo đó là khi mình di chuyển trên xe thì mọi người sẽ có cảm giác đi lâu là cái bộ phận dưới hông của mình, dưới mông mình xe nóng. Và những ai mà đi xe nhiều khi sẽ bỏ qua cái chức năng gọi là làm mát ghế. Đây, mát ghế luôn cả hành khách luôn nha. Đây, sẽ làm mát ghế. Mát ghế. Đây, đây đó, mát rồi nè mọi người nè, mát rồi nè. Đó. Đó. Rồi, mát nè, đó, gió lên nè. Mình ngồi bên đây cảm giác là mát nè, đấy. Đấy, mát. Đây, nút này. Rồi, cảm giác mà mát quá, nóng mà thời tiết mà thời mùa đông đây. Chắc Việt Nam mình mùa đông thì cũng bình thường à, thì bấm nút sấy ghế. Cho nó ấm không? Rồi, ok. Đấy, về cái thao tác cơ bản trên chiếc xe là vậy. Còn gì để mình giới thiệu ra à, khi mình ngồi xe, cái vô tay của mình ngắn quá, mình nhiều khi mình muốn tựa tay vào đây á để mình cầm cái vô lăng á. Đây, kéo này tới à, mình chống cái đầu gối đây, cái tay mình vẫn kiểu giống mình vẫn để hờ á. Đây, mình lái, tư thế lái mình hay kiểu này à, nhiều khi mỏi tay quá mình có thể để đây à, kiểu này mọi người thấy không à, kiểu này hay là kiểu này à, tựa cái đầu gối vô đây rồi mình kéo ra kéo vô. Đó, kéo lại kéo vô. Rồi à, về cái chức năng gập gương và chỉnh gương đây. Bây giờ là các bạn có thể thấy là cái nút là nút gập gương nè. Đây, mọi người thấy không? Bấm vô là gương gập lại. Rồi bấm ngược lại. Đó là gập ra.
Và đây là có chữ L và chữ R. Theo tiếng Anh, chữ left và chữ right. Left là bên trái, mình gạt sang bên trái. Và những cái nút này là cái nút chỉnh gương. Nè, mọi người thấy không? Đó, lên xuống qua lại chỉnh làm sao để cho mình có một cái tầm nhìn ở phía sau ok nhất. Rồi, sang bên right. Rồi, chỉnh. Đó, mọi người thấy không? Rồi, đó, khá là tiện lợi ha. Ok. Đó là hai cái mấy chức năng cơ bản. Và khi mình đi lên xe, khi lên xe chắc chắn là mình phải là lóc cửa. Những xe cơ bản khi mình di chuyển mình chạy á, nó sẽ tự lóc. Nhưng mà nhiều khi mình quên, mình muốn chắc ăn lại hơn nữa thì mình bấm chữ lóc. Bấm chữ lóc này để làm gì? Để cho những người người kế bên. Đây, chết cha. Đây, mở được. Rồi, bấm lóc lại. Rồi. Và có thể là cho trẻ em con nít ở phía sau ghế đây đi. Mở không được. Bên hành khách lại mở được. Đó. Đằng sau lại không mở được. Rồi, này, đằng sau. Ok ta. Đáng lẽ là tất cả đều không mở được chứ. À, chắc khi chạy á mọi người, không mở được. Này, chứ bình thường là mình bấm lóc là khi ghế sau không mở được rồi nè. Hành ghế hành phát, ghế hành khách thì bấm lại mở được, đéo thế nhỉ. Chức năng này ngoài cơ mà, ngoài dự đoán của mình. Khi bấm lóc rồi nha, mình bấm lóc ở bên đây còn mở được. Nhưng đằng sau hai ghế sau không mở được nha mọi người. Nhiều khi con nít ngồi sau á. Ở bên đây thì chắc chạy là mới ấy. Đó, mình thử qua đây rồi. Rồi. Kéo. Đéo. Đéo thế nhờ. Bấm lại lại. Rồi. Thêm cái nữa lại. À, vẫn mở được. Chắc là chạy á. Khi mình chạy nó mới khóa lại. Còn đằng sau thì vẫn lóc nha. Đó, ok. Cái khóa lóc mở lóc xong rồi. Thì mình sẽ có cái chế độ là khóa kính. Ví dụ như kính này mình mở nè. Thoải mái nè. Rồi, mình có thể điều khiển được bên kia. Rồi, giờ mình bấm khóa kính. Rồi, bên đây mình cũng điều khiển được luôn. Rồi nha, rồi. Mình sẽ khóa, bấm nút khóa này lại. Rồi, bên đây rồi. Rồi, không kính mở được luôn. À, đằng sau mở không được. À, đằng sau mở kính xuống được. Nhưng mà cái bên này vẫn mở được. Cái cửa bên này bị đẻo chứ trời. Rồi, ok. Mọi người hiểu không? Đó. Nè, mở được nè. Rồi. Rồi mình sẽ mở lóc lại đi ha. Tắt đi. Rồi. Đây, mình sẽ mở. Đó. Ok chưa? Mọi người hiểu chưa? Tắt đi. Tắt. Tắt tắt tắt. Rồi. Phanh tay nó luôn phải kéo. À, có một cái trường hợp thế này mọi người nè. À, vừa rồi mình mới bị dính, nhiều khi mình đi xe á. Ví dụ mình về số D đây, mình anh em kéo từ từ xuống R N D đúng không? Và khi mình kéo phanh tay á, mình kéo không hết. Mình vẫn để ở cái mức này nè. Nó giống như nó không có xuống hết như đây mà nó bị vấn vướng ở này nè. Mình chạy lên sẽ kêu. Chạy một lúc nó mới kêu. Tại vì cái phanh tay mình chưa kéo hết. Nè, phanh tay chưa hết, kéo hết cái đó nhiều trường hợp rồi mình bị rối á. Chứ cha kêu gì vậy? Hả? Camera thì chỉ có 360 với cảm biến va chạm thôi nha mọi người. À, camera yeah thôi, chứ không phải cho camera 360. Đó. Rồi, về lại rồi. B rồi. Đó. À, sấy kính, à sấy đồ này kia các anh em phải biết. Đó, các kiểu nó sẽ có chức năng cơ bản trên đây, lấy gió trong, lấy gió ngoài, bật lên mới là lấy gió trong, tắt đi là lấy gió ngoài nha mọi người. Đó, bật lên là lấy gió trong. Lấy gió trong. Còn bật tắt đi là lấy gió ngoài. Về cơ bản vậy thôi. Sấy kính này phía trước này. Kiểu như là đi mà trời mà mình vô tình mà vô cái đoạn mưa, đường mưa mà kính ở bên trong nó bị sao ta, nó bị một cái lớp sương dày đặc mà mờ không như thấy, là anh em bấm nút này đó cho nó sấy hả, hoặc là kính ở phía sau rear sau đó, những chức năng cơ bản vậy thôi. Rồi, còn cái chức năng nào nữa để giới thiệu thì cho mọi người biết nha. Tăng âm lượng to nhỏ bên đây. Rồi, bên đây thì cũng chỉnh mấy cái nút cơ bản điều khiển khi mình di chuyển xe là cái nào mình cũng biết. À màn hình MMA thì nôm na chả có gì hết, nhiêu đó thôi. Màn hình MMA chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi, mở cửa ra, bật đèn lên coi. À, chức năng đèn ha. Quên mất. À, mình khi mình di chuyển ở thành phố á, auto luôn là lựa chọn hàng đầu của mình. Bật thêm chút nữa là lên đèn. Auto là chế độ bình thường. Nhiều khi đi vào trời tối nó tự bật đèn lên nha mọi người. Mình không phải cần phải thao tác.
đi trời nắng thì tự tắt đấy kiểu vậy. Còn bật cái bật bật lên một nấc nữa nó hiện hai cái đèn hai bên, hai góc này hai đèn hai bên là chắc chắn là auto luôn luôn phải mở đèn. Và bật thêm một cái nữa là đèn chiếu gần luôn, nó tất cả full tất cả chức năng, full tất cả chức năng của đèn, mọi người hiểu không? Đấy. Nhưng mà để auto đi, auto thì nó cũng đã hiện lên luôn cả cái đèn của mình này. Đó, đèn chiếu gần này. Rồi, khi mình để bật thêm một cái nấc nha, mọi người nhìn nha, đang chiếu gần đúng không? Mình để chiếc auto đi, mình sẽ lấy cái cần này về phía trước, phía trước ấy nha. Lấy về trước này mọi người nè. Là sẽ hiện đèn chiếu xa. Đó. Bấm ngược lại về đèn chiếu gần. Đó, mọi người nên chú ý nha, nhiều khi mình để đèn chiếu xa người ta chói mắt á. Rồi. Các chức năng cơ bản rồi, xi nhan. Rồi, ok. Đấy, cơ bản. Rồi, này cũng vậy thôi. Kéo gạch kéo về phía mình là tự nước nó xả lên mình thôi, bật bật cho mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy không? Kéo về là nước kính lên, lau cho sạch. Rồi, kéo lên từng nấc, kéo về phía lên này, từng nấc là sẽ tăng cái độ nhanh của vừa phải của gạt mưa. Đó, những cái chức năng cơ bản vậy thôi. Còn chức năng gì để mình giới thiệu không nhỉ? Xe cũng có nhiều đó thôi à. Giờ chỉ có đang rửa dọn lại chiếc xe thôi. Chức năng cơ bản. Hệ thống đèn, ghế, lái số. À, lái số này thì mình nghĩ mình đã chia sẻ rồi. Lái số này mình đã chia sẻ video kia rồi. Là kiểu giống như thế này, nó có hai chức năng. Ví dụ như mình về D. Nè, về D đúng không mọi người? Mình gạt sang nha. Nè, mình bấm sang gạt sang đây. Đâu rồi, D đâu rồi? À, N rồi, đây D. Gạt sang. Rồi. Nó sang S. Mình nó sẽ dạy sang chế độ sport luôn mọi người thấy không? Là cái lạy số này là bấm số nè, số 2 nè, về lạy số 1 nè. Tại vì các bạn biết không? Tại vì mình phải di chuyển ở một tốc độ nào đó thì nó mới cho mình lạy số lên. Lên số 6 luôn nha mọi người ha. Giống như là lạy chuyển số. Đó. Đó, mình sang S đây. Còn không á mình sẽ trở lại D. Rồi mình về lại D là đúng không? Mình sẽ bấm Drive Mode sang chế độ Sport và mình vẫn lạy số. Đó. Khỏi cần và gạt cái cần này sang đây. Vấn đề cần này để vị trí cũ về D, nhưng mà mình bấm Drive Mode là sang chế độ lái. Mình sang chế độ lái Sport là mình sẽ lạy số. Rồi. Tại vì tốc độ mình chưa có á nên là nó vấn đề số 2. Rồi mình sẽ về lại chế độ Smart đây. Smart. Rồi, mình sẽ gạt lại từ từ. Về B. Rồi, ok. Xong. Bấm nút này là nút hai gia để mà mình kiểu giống như là khi mình dừng ở vị trí nào đấy mà và kiểu giống như là muốn ưu tiên hoặc là muốn không bị ai làm phiền hoặc là xe bị sự cố là kiểu vậy là mình sẽ bấm cái này ha, bấm cái này. Và mình có một cái vấn đề nữa này, có cái này nữa này mọi người, mình nghĩ là nhiều người chưa biết. Đây, cái cốp xe nó sẽ có cái gọi là để mà mình khi mình gặp sự cố mà cần kéo thì nó sẽ ví dụ như là mình đi vô cái đường mà bị lầy để nó chói quá, rồi mình sẽ gắn cái này vô để mình móc cái móc kéo và mình sẽ ấn cái nút này xuống. Rồi mọi người nha, ấn xuống nha, theo mình nè. Rồi ấn xuống đúng không, rồi mình kéo này ra. Rồi thì trong đây nó sẽ có một cái gọi là cái lỗ để mình vặn cái này. Đây, mình sẽ vặn vô nha. Đây, vặn vô. Thì mọi người biết làm gì không? Và những cái trường hợp này là cái trường hợp mà mình xe mình bị sự cố. Là ví dụ như mình bị mắc lầy đi, mà mình ở khu vực nào đó mà không có ai trợ giúp được, mà họ có muốn trợ giúp, họ không biết lấy dây họ buộc vô chỗ nào á, để mình kéo cái xe lên chẳng lẽ buộc vô cái cạn này là bay cái cạn liền. Thì đây là một trong những cái công cụ hỗ trợ mình để mình gặp sự cố. Rồi, ok. Mạnh. Nó khá là đơn giản. Rồi, mình sẽ gắn lại. Gắn đơn giản mọi người ạ. Này. Rồi. Đó, khá là đơn giản. Cái đèn rất là đẹp mọi người ha. Đèn đầu đẹp. Giờ mình sẽ rửa xe sơ qua cái nữa. Rồi, thì ngoài cái cây này ra thì mình sẽ có một cái gọi là cái bánh xe cua và con đội. Đây. Con đội. Cái cây này để xoay con đội này. Đấy, cái con đội này, đây là bù lông để mở ốc. Con đội đây. Đó, mở ốc để gắn bánh xe cua. Này khá là đơn giản rồi. Cái này chắc là mình cũng không cần phải giới thiệu nữa đâu. Cái này là trường hợp sự cố là dùng cái này khá là tốt.
Và có một cái nữa nhiều bạn chưa biết, đó là gập ghế. Mấy bạn nghĩ là sedan có gập ghế được không? Gập ghế này được không? Mấy bạn nghĩ ai có gập được không? Chết cha, khách ngồi dơ này rồi. Chết thì mình phải giặt lẹm lại rồi. Nè, các bạn nghĩ coi có gập ghế được không? Đây, để mình sẽ cho bạn xem. Kéo cái này. Kéo nha. Rồi. Lấy tay gập xuống. Rồi. À. Đó. Nghe thấy không? Đây nữa nè. Đó. Gập ghế. Trường hợp mình chở cái tivi. Mình chở một cái tivi nào đó mà mình không có biết gập sao thì đây là trường hợp gập ghế sớm. Đây mọi người thấy không? Đấy, gập ghế sớm, rất là đơn giản. Rồi. Kéo lên lại thôi. Đó. Thao tác rất là cơ bản. Rồi. Và khi mình đi chở mà không chở full tải, ví dụ mình ngồi đây một người, đây một người, đây một người, nhưng mà chỉ có hai người thôi, hai người ngồi hai bên mà có chai nước uống, thì mình sẽ làm gì? Sẽ mở cái này ra. Đó. Để hai ly cà phê hai bên, khỏi cần cầm. Đó. Tựa tay vào đây, hai ly cà phê hai bên. Đó mọi người hiểu không? Đấy. Về cơ bản là như vậy. Rồi. À, còn thêm một cái nữa, nắp xăng. Nắp xăng là khi mình đang đổ nổ máy, chắc chắn nắp xăng không mở được. Thì nhiều bạn mới mua xe về sẽ không biết, hoặc là sale không có chỉ. Thì đây, cái lẫy mở nắp xăng, kéo lên. Rồi, nắp xăng mở. Và có một cái nữa là lẫy mở cốp, kéo lên. Là cốp mở. Đó, mọi người thấy không? Và cái lẫy tiếp theo là lẫy mở cốp sau. Còn lẫy tiếp theo là lẫy mở nắp combo. Đây, kéo lên. Rồi, mở. Rồi, kéo về lại, xong. Đó là những chức năng cơ bản để mình giới thiệu cho mọi người. Máy móc với lại tất cả đều ok hết, xe mới hoàn toàn. Đây, xe mới hoàn toàn. Nước rửa kính. À, đây là nước làm mát. Đây là dầu thắng. Anh em thấy không? Dầu thắng. Cái này là để mình thâm nhớt. Cái này là cái để thâm châm nhớt máy. Bình. Rồi, ok. À, mới đi xe thời gian mới có ngàn cây mà xe dơ mọi người nè. Đó. Những chức năng cơ bản. Rồi. Nắp combo. Xong. Đây một chiếc xe của mình. Gần đơn giản vậy thôi mọi người ạ. À, chìa khóa xe. Chìa khóa xe Kia. Đó, những chức năng cơ bản trên cái chìa khóa này mình cũng đã chia sẻ rồi cho mọi người rồi. Rồi ok. Khá là đơn giản. Đây, chìa khóa xe. Rồi, giờ mình sẽ chụp một tấm ảnh. Chụp một tấm ảnh đó mọi người ạ. Đây, để mình chụp một tấm ảnh. Tấm ảnh đâu rồi? Mình lại có cái thói quen là hay chụp ảnh mọi người ạ. Ok. Hello, đâu đây? Mới mua. À, anh mới mua. À, cái chụp ảnh chuối chiên ăn được không? Không. Đấy, gì anh quay video. Gì quay vlog. Sạc. Thiệt mà. Tí nó lên thấy vlog thấy à. Khi nào mà trên kia mà có ai đi chơi hay du lịch cần xe alo anh nha. Cũng chưa? Cũng rồi, xong hết rồi. Mới chạy về đâu vậy? Anh nãy giờ anh chạy là quay video nè, quay vlog nè. Đây là thằng em ở trong xóm nha. Khi nào mà có keo nhớ keo nha. Nào kìa, nào cũng lấy bằng rồi đó. Lọc lấy bằng rồi hả? Ừ. Nghe chưa biết. Rồi, chào anh, chúc anh kết thúc vlog đó. Rồi, ok mọi người. Thì mình hôm nay mình quay sơ, chủ yếu là review chiếc xe của mình vậy thôi. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Để hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo. Nếu thấy video này hay cho mình một like, một đăng ký nha mọi người. Rồi, kết thúc video thôi. Đi đâu xuống đây đây? Chơi. Đi chơi hả?